bồn đòi nợ méo. Phần 2. 40 chưa phải là già, 40 là tuổi mới qua dậy thì. 50 là... Anh méo, hôm qua em xem lại video rồi. Anh em trên mạng nói anh lừa em, bày em cách đòi tiền anh. Thôi, anh trả tiền em đi. Thằng này anh mày đang vui mày thích đến gây sự gì? Thế được rồi, thế bây giờ mày có nhớ cái lúc đấy anh em mình đã nói gì với nhau không? Em làm sao mà quên được cái khoảnh khắc định mệnh đấy. Thôi anh cầm 500 cảnh đi cho chẵn. Đấy, mày thấy chưa? Rõ ràng là mày rúi vào tay anh. Anh nể tình anh cầm cho rồi, không thèm tính toán, bây giờ cứ suốt ngày đến đòi. Anh khôn đấy, anh phải view toàn cảnh chứ, như thế này cơ mà. Thôi anh cầm 500 cảnh đi cho chẵn. Cho anh vay nắm 369 cảnh nhỉ. Đấy, anh vay em rõ ràng thế còn gì. Thế cái đoạn sau của tao đâu? Bao giờ anh có ấy, thì anh đưa lại cho anh nhé. Đây, mày có thấy anh dùng cái từ bao giờ có không? Cái từ đấy ấy, nó là một trạng ngữ chỉ thời gian và nó vô định. Với anh thì nó gần giống cái từ không bao giờ đấy. Chứ mày làm sao mà chứng minh được lúc nào anh có tiền? Em biết ngay mà. Cái này nằm trong cuốn bí kíp 100 trò quỵt nợ kinh điển đúng không? Em đã nghĩ ra cách hóa giải rồi. Đây anh xem, bill lương tháng này của anh ơi. Vừa mình lấy sáng ngay xong, làm sao mà đã tiêu hết được. Đấy, anh định chối nữa à? Đây, ảnh chụp trưa nay anh ăn bún ốc ở quán bà Hà cạnh cổng công trường. Anh còn rút ra một sập tiền để trả bà đấy. Làm sao mà chối cãi được. Chưa kể nhá, đây này, em lên nhóm trích cơ miền Bắc, anh hẹn tối nay party đúng không? Đấy, không có tiền thì làm sao mà party được. Thôi xin tiền ra trả em đi, nhanh lên. Theo dõi cả anh à. Nhưng mà anh nói trước luôn ấy, là anh không có tiền lẻ để trả cho mày đâu. Mà mày cũng không thể nào có tiền lẻ để trả cho anh được, với cái con số nó như thế cả. Em cũng biết anh định nói thế rồi. Giờ anh mở máy điện thoại ra banking cho em thì số lẻ nào chả chơi được. Thời đại công nghệ số rồi. Chứ như thế lại không có được. Em phải xem lại cái đoạn anh em mình nói chuyện với nhau nhé. Bao giờ anh có thì anh đưa lại cho anh nhé. Thì sao anh? Thế mày lại chưa nghe kỹ cái từ đưa. Đưa là động từ em ạ. Là anh phải cầm được, anh nắm được rồi anh đưa lại cho em. Chứ chuyển khoản là chuyển khoản thế nào? Tiền mặt em ạ. Em lại đoán được rồi. Đây, em vừa chạy về xã, đóng cái dấu đỏ chót vào đơn xin chuyển đổi hình thức thanh toán trong giao dịch dân sự. Đấy, bây giờ anh chuyển khoản cho em thoải mái luôn, không phải ngại nữa anh ạ. Hóa ra là qua chuẩn bị hết rồi nhỉ. Anh em với nhau dùng mọi thủ đoạn để đòi được tiền. Anh cũng không ngờ mày là con người như thế em ạ. Cũng vì mưu sinh cả mà anh. Thôi, anh thao tác nhanh hộ em cái. Tổng số nợ tính đến thời điểm hiện tại là 511.631 đồng cộng với 1 hào. Thôi anh ấn vào app đi, thao tác đi anh. App này, chuyển khoản này. Hôm nay trời đẹp em nhỉ? Trời ngày nào trời đẹp anh. Hôm nay em có lạnh không? Ui, em mặc đủ ấm rồi, anh yên tâm. Nào này, để ý kỹ, hôm nay là anh thấy em đẹp trai cực nhá. Em thì ngày nào mà chả đẹp trai. Anh nói. Thôi thôi, nhanh lên. Thao tác nhanh lên. Nhưng mà anh cứ bị suy nghĩ em ạ. Anh em mình trên này ăn sung mặc sướng, nghĩ bố mẹ ở nhà dầm mưa dãi nắng. Thấy mình cũng chưa làm được gì cho bố mẹ, nghĩ nó cám cảnh. Anh cũng định tiền lương ấy gửi về cho bố mẹ. Nhưng mà bây giờ bị cắt mất như thế này rồi. Bố mẹ anh còn mất yêu rồi. Con không gửi tiền về được cho bố mẹ. Thôi thôi thôi, văn vở của anh em quen rồi, đừng có câu giờ nữa. Đúng rồi, tâm sự với người vô cảm, chả có đồng cảm gì cả. Xem đây, 511. Ôi thì chết rồi. Từ nãy giờ nói mấy phút, bây giờ nó lại lên 1 hào rồi. Là
511.631 đồng cộng với 2 hào rồi. Đợi đợi anh xóa lệnh đi để anh ấn lại đã. Ui, có 1 hào thôi mà. Anh bỏ qua đi, chuyển đi chuyển đi. Em nói thế sao được, 1 hào mà chả là tiền à. Anh em mình tiền bạc nó phải phân minh, sau này mới giữ được tình cảm anh em. Để anh hủy cái lệnh đi đã. Ông thì chết rồi, lại lên 3 hào rồi. Phối hợp với anh để kết hợp cho ăn ý nào. Hủy lệnh này, sửa lại này, 3 này, 3 này. Ui, lên 4 hào rồi anh ơi. Ui, đưa quá. Ui, 5 hào. Ui, Máy đơ. Ui, thảo tác nhanh lên anh. Ấn được chưa? 6 hào mất rồi. 7. Ui, 7, nhanh. Đưa quá. Ui, nó lên 8 rồi đấy này. Nhanh. 2000 years later. 650 đồng 2 hào. Nhớ canh cho chuẩn nhá. 3 giây nữa lên 3 hào đấy. Ui, lại quá rồi, 4 hào thôi. Thôi. Hết cha pin rồi. Mày cứ ngồi yên ở đây, anh chạy về anh lấy cái sạc đa năng nhá. Anh em mình làm cả đêm nay kiểu diễn trúng được một phát nhá. Thôi anh ơi, anh tha cho em nửa đêm rồi. Hàng quán nó đóng cửa hết rồi. Anh cho em về em nghỉ ngơi. Mà em còn đi làm anh ạ. Thế không đòi nữa à? Thôi, không đòi. Đấy là mày nói đấy nhá. Anh là anh cũng cố gắng muốn giúp mày lắm rồi đấy. Lần sau chừa nhá. Em biết rồi. Cả đêm